Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu khá hưng phấn tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022. Các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Philippines và chỉ để thua sát nút 2-3 trước Đinh Kim Vô Địch giải Trung Quốc. Cuối cùng là hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 trước Iran và Hàn Quốc, qua đó giành quyền vào tứ kết với ngôi nhì bảng Nga. Sau đây hãy cùng điểm qua những gương mặt ghi điểm ấn tượng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Thị Trinh. Sau kỳ SEA Games 31 thi đấu không thành công, Nguyễn Thị Trinh đã dần tìm lại chính mình dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong số 4 gương mặt phụ công của tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại AVG Cup 2022, cô gái sinh năm 1997 đang là gương mặt chưa ấn tượng nhất với phong độ ổn định cùng với lối đánh máu lửa. Quan trọng hơn cả, Nguyễn Thị Trinh đang cho thấy khả năng phối hợp ghi điểm cực kỳ ấn tượng cùng với Triển Hai Lâm Oanh. Sau 4 trận đấu, cô đã ghi được 24 điểm ở vị trí số 3 cùng hiệu suất ghi điểm khá cao. Nếu cứ tiếp tục giữ phong độ, Nguyễn Thị Trinh chắc chắn hoàn toàn xứng đáng là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Ở vị trí thứ 2 là Phạm Thị Nguyệt Anh. Chủ công của Bộ Tư lệnh Thông tin không được người hâm mộ đánh giá cao trước khi giải đấu khởi tranh. Nhưng cần thi đấu, Phạm Thị Nguyệt Anh càng thể hiện sự tiến bộ và dần dần trở thành một trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt là trong trận đấu với các khổng lồ Trung Quốc, Nguyệt Anh chính là một trong những nhân tố chủ chốt đem về hai set thắng lịch sử của nữ Việt Nam trước đội bóng láng giềng. Điểm mạnh của Nguyệt Anh chính là khả năng tấn công đa dạng, nhiều sức bật tốt cùng sự dẻo dai. Chủ công 24 tuổi cũng thể hiện sự tiến bộ ở phát bóng, phòng thủ, tấn công hay chắn bóng. Dù vẫn còn vài thiếu sót ở bước 1, nhưng Nguyệt Anh vẫn xứng đáng được khen ngợi với 26 điểm ghi được tại vòng bảng AVC Cup 2022. Và đứng ở top đầu không phải là cái tên xa lạ, Trần Thị Thanh Thúy. Khủng long Thanh Thúy vẫn luôn là cây ghi điểm số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Vào vòng bảng giải đấu này cũng không phải là ngoại lệ. Dù không ra sân trong trận đấu với Hàn Quốc, Thanh Thúy vẫn thể hiện khả năng ghi điểm vượt trội với tổng cộng là 54 điểm, hiệu suất 40,3%, một lần phát bóng ghi điểm, một lần chắn bóng ghi điểm. Cô cũng đã có 2 trận được ghi điểm với số điểm là 20 trở lên trước Philippines và Iran. Khá nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi Thanh Thúy hội quân muộn hơn so với những người đồng đội khác. Tuy nhiên cần thi đấu, Thanh Thúy cần thể hiện rõ vai trò của đầu tàu trong đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt là trong trận đấu với Iran, Thanh Thúy đã có trận đấu bùng nổ nhất kể từ đầu giải, để giúp Việt Nam có chiến thắng áp đảo cho đội bóng đến từ Tây Á. Với những mũi tấn công đa dạng và tâm lý thi đấu rất tốt, thì trong huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã sẵn sàng bước vào trận đấu tứ kết AVG Cup 2022 gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8.